Thưa quý vị, sáng nay tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế Hàn Quốc EDCF và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ triển khai thi công dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nép thuộc đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua đèo Khe Nép có nhiều nút thắt cổ chai và quanh co. Dự án cải tạo này sẽ cải thiện kết cấu hạ tầng đường sắt, nâng cao tốc độ, rút ngắn hành trình chạy tàu tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm tới, đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự an toàn, nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ODA từ Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự án gồm hai gói thầu, gói XL01 thi công xây dựng hai hầm đường sắt, tổng chiều dài 935m, thời gian thực hiện 23 tháng do liên danh công ty Yêu Sung, tập đoàn Đèo Cả thực hiện. Gói XL02 thi công xây dựng các công trình cầu đường sắt, thông tin tín hiệu và các công trình còn lại do liên danh Yêu Sung, tổng công ty công trình đường sắt RCC thực hiện, thời gian thi công 22 tháng. Trong sáng nay, tập đoàn Đèo Cả đã huy động máy móc, thiết bị, kỹ sư và công nhân để triển khai thi công công trình. Dự kiến thì dự án này sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2025.